À, xin chào các bạn. Thì cái video cái tiếp theo này thì tôi hướng dẫn cho các bạn cái cách cài các cái plugin. Cái plugin là có thể gọi là những cái tính năng bổ trợ dùng để cài vô trong cái website hoặc Red để cho nó đẹp hơn. Thí dụ như chúng ta nãy có xem xét qua cái theme Zenkey thì nó là như thế này thôi. Nhưng mà chúng ta muốn ví dụ như chúng ta cài thêm một plugin là giống như nó có cái thanh banner đang trượt hai bên chẳng hạn. Ví dụ như trong website này. Đây. Thì website này nó có cái banner chỗ hai bên. Đó. Thí dụ như website này chúng tôi muốn cài một cái plugin là nó có cái banner chỗ hai bên này. Thì như vậy chúng ta sẽ phải biết cách cài cái plugin, và ngoài ra thì chúng ta có thể cài được nhiều plugin theo các mục đích khác nhau chứ không riêng gì hai cái plugin này. À, thì tôi sẽ hướng dẫn một cái nguyên tắc chung, và sau này thì các bạn có thể thực hiện như vậy để cài nhiều plugin khác cho mình. Thí dụ như chúng ta để vào trong quy trình quản lý để cài plugin thì chúng ta có thể vào trong cái gói là đây gói mở rộng, chúng ta chọn vô là cài mới. À, và trong cái phần cài mới này đó thì chúng ta có thể là lựa chọn các cái plugin nó đã có sẵn mà Red đã gợi ý cho chúng ta có thể chọn đây, hoặc là chúng ta có thể tải lên. Thì chúng ta sẽ tải cái lên plugin mà tạo cái banner chỗ hai bên này, tôi chọn tải lên. Tiếp theo chúng ta chọn file, chọn plugin chúng ta cần cài đặt, chúng ta chọn chọn file, chúng ta chọn cái file. Thí dụ cái file cái tên của banner trượt là let plot let right advertising, chọn ok. Sau đó chúng ta chọn một cài đặt. Chúng sau khi cái login này được upload lên trên cái host của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ bỏ chấm bấm vào trong cái phần gọi là kích hoạt login, kích hoạt vào đây. Thì đã kích hoạt xong thì chúng ta ra website chúng ta kiểm tra, chúng ta bấm F5. Chúng ta đã bấm bấm F5 hoặc chúng ta bấm chuột phải và chúng ta chọn reload. Đó, như vậy thì cái login có cái thang banner trượt hai bên chúng ta đã cài xong. Như vậy thì với cái nguyên tắc mà cài login thế này, chúng ta vào trong cái phần có mở rộng chúng ta cài mới thì chúng ta có thể upload lên rất là nhiều cái login mà mong muốn chúng ta, để cho làm cho website chúng ta đẹp hơn và nhiều chức năng hơn. À, chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào các bạn.